Và như vậy là lúc này nút CD là có chức năng on off 2 nút. Và nút A là chế độ nhấn giữ. Nút B là chế độ nhấn nhả. Và các nút nhấn sẽ hoạt động độc lập với nhau nha các bạn. Ví dụ mình nhấn nút B và lúc này mình nhấn nút D thì cũng sẽ off luôn nè. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ giới thiệu về mạch điều khiển RF một relay 220V AC. Ở đây thì mạch sẽ sử dụng điện áp là 220V AC với chức năng hợp lệnh remote bằng nút nhấn trên mạch và giải mã bằng chip MCU với mẫu nhớ lớn. Có thể lưu trữ tối đa 50 mã remote khác nhau. Và mạch sẽ có ngõ ra trực tiếp là điện 220V khi ở chạy 2 on. Mạch được thiết kế với 7 chế độ hoạt động và có thể tùy chỉnh các chế độ dễ dàng. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT3444, sau đó xem chi tiết. Và ở đây chúng ta sẽ có hai tùy chọn về tần số hoạt động, đó là 433 hoặc là 315. Đối với hai tần số thì để mạch hoạt động được thì chúng ta sẽ cần lựa chọn remote có tần số tương ứng nha các bạn. Ví dụ nếu mà chúng ta lựa chọn mạch có tần số là 433 thì remote của chúng ta cũng phải là 433. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn mạch là tần số 315 thì remote của chúng ta cũng phải là 315 thì mạch mới hoạt động được nha các bạn. Và hai tùy chọn chỉ khác nhau về tần số hoạt động, còn các chức năng cũng như là nguyên lý hoạt động thì sẽ giống hệt như nhau nha các bạn. Mạch sẽ hoạt động với điện áp là 220V và sẽ cho ra ngõ ra trực tiếp điều khiển thiết bị là 220V với dòng tải tối đa là 10A với 7 chế độ khác nhau nha các bạn. Và mạch có thể nhớ lên đến 50 mã remote khác nhau và hỗ trợ remote là mã cố định hoặc là mã hợp lệnh nha các bạn. Và ví dụ ở đây mình có hai mẫu remote là mã cố định và chúng ta có thể ghép nối với mạch này nha các bạn. Và ở đây chúng ta có thể sử dụng remote có 1 nút, 2 nút, 3 nút hoặc 4 nút hoặc là nhiều nút hơn cũng được. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu là cùng tần số và là mã cố định hoặc là mã học lệnh. Và mạch hoạt động với điện áp là 220V và bây giờ mình sẽ cấp điện áp là 220V. Và ở đầu ra của mạch cũng là ngõ ra trực tiếp 220V cho nên chúng ta sẽ đấu với là thiết bị 220V. Ví dụ như ở đây mình có bóng đèn 220V và mình cũng sẽ đấu vào luôn nha. Một đầu thì mình sẽ đấu nguồn là được ký hiệu là chữ in. Chúng ta sẽ đấu nguồn 220V vào đây. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ đấu với lại thiết bị. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 220V. Và do là điện áp 220V cho nên chúng ta sẽ cần thao tác cẩn thận, chúng ta sẽ không động đến mặt dưới của mạch nha các bạn. Và bây giờ thì trên mạch sẽ có một nút nhấn để chúng ta sẽ chuyển sang chế độ hợp lệnh. Ở đây thì mạch sẽ có 7 chế độ khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ ví dụ từng chế độ cho các bạn xem nha. Và bây giờ chế độ đầu tiên là chế độ nhấn giữ. Để học được chế độ nhấn giữ thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch một lần. Đèn trên mạch sáng liên tục và lúc này thì chúng ta sẽ nhấn nút nhấn cần học lệnh. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn nút A. Và đèn trên mạch chớp tắt liên tục là tắt hẳn, có nghĩa là mạch đã học lệnh thành công. Với chế độ nhấn giữ, khi chúng ta nhấn giữ nút nhấn đã học lệnh thì mạch sẽ đóng relay để cấp nguồn 220V cho thiết bị. Và khi mình thả nút nhấn ra thì mạch sẽ ngắt nguồn nha các bạn. Như vậy để thiết bị hoạt động được ở chế độ 1 thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút nhấn đã học lệnh. Và hạ nút nhấn ra thì mạch sẽ ngắt điện. Và đối với các nút nhấn cùng một remote, nếu mà chúng ta chưa học lệnh thì mạch cũng sẽ không hoạt động nha các bạn. Và bây giờ mình cũng sẽ học ở chế độ nhấn giữ cho nút B luôn. Mình cũng sẽ nhấn nút trên mạch một lần. Và cũng như vậy mình đã học lệnh thành công. Và tương tự như vậy thì mình cũng sẽ học lệnh đối với lại remote khác nha các bạn. Và cũng như vậy thì mình đã học lệnh thành công. Và như vậy là chúng ta có thể học được nhiều remote khác nhau. Và các remote này sẽ hoạt động độc lập với nhau. Và chúng ta hoàn toàn có thể học được chế độ này cho các nút nhấn còn lại nha. Và đó là ở chế độ nhấn giữ. Và tiếp theo, ở chế độ số 2 là chế độ nhấn nhả. Để học được chế độ nhấn nhả thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch 2 lần. Và trước khi học chế độ nhấn nhả thì bây giờ mình sẽ xóa lệnh các remote đã học để ví dụ lại ở chế độ nhấn nhả là chế độ 2 cho các bạn xem.
Để xóa được cái lệnh này thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mặt 8 lần liên tục. Và khi đèn trên mặt chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn có nghĩa là mình đã xóa lệnh thành công. Lúc này thì các remote đã học thì đã không còn tác dụng nha các bạn. Mặt đã không còn nhớ các remote nào hết. Bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 2 bằng cách nhấn nút trên mặt 2 lần. Đèn trên mặt sáng liên tục và lúc này chúng ta sẽ nhấn nút đầu tiên là nút A. Đối với chế độ nhấn nhả thì khi mình nhấn nút đã học lệnh một lần thì mặt sẽ đóng relay và nhấn nút một lần nữa thì mặt sẽ ngắt relay nha. Và cái nút mà mình đã xóa lệnh và chưa học lệnh lại thì cũng sẽ không có tác dụng nha các bạn. Và cũng như vậy mình sẽ học cho nút A của remote này. Nhấn nút trên mặt 2 lần. Sau đó nhấn nút căn học lệnh. Và như vậy là mình đã học được hai remote ở hai nút nhấn khác nhau. Và hai nút nhấn này cũng sẽ hoạt động độc lập với nhau nha các bạn. Và như vậy thì đối với các nút nhấn còn lại thì chúng ta cũng có thể học tương tự hoặc là học thêm nhiều remote khác. Và bây giờ thì mình sẽ ví dụ ở chế độ số 3. Trước tiên thì mình sẽ cần xóa lệnh nha. Nếu mà các bạn học thêm remote ở chế độ số 3 thì các bạn không cần xóa lệnh. Còn ở đây thì mình xóa lệnh để ví dụ thôi. Mình sẽ nhấn nút trên mặt 8 lần liên tục. Và như vậy là mình đã xóa lệnh thành công. Và bây giờ chế độ số 3 là chế độ nhấn nhả on off 2 nút. Để học được chế độ số 3 thì mình sẽ nhấn nút trên mặt 3 lần liên tục. Lúc này thì mình sẽ nhấn nút mà mình muốn mạch on nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn nút A. Đèn trên mạch chớp tắt liên tục rồi sau đó lại sáng lại một lần nữa thì mình sẽ nhấn nút cần mạch off là nút B. Và lúc này khi mình nhấn nút A thì đèn sẽ on và nhấn nút B thì đèn sẽ off. Như vậy là ở chế độ on off là chế độ số 3, on off 2 nút thì sẽ phù hợp với lại nút nhấn có 2 nút trở lên nha. Và bây giờ thì mình cũng sẽ học lệnh cho remote này ở chế độ on off 2 nút, ở chế độ số 3. Và như vậy lúc này thì hai remote cũng sẽ hoạt động độc lập đấy nha. Và vừa rồi là mình đã giới thiệu ở 3 chế độ. Và mạch sẽ còn 4 chế độ còn lại là 4 chế độ trì hoãn nha các bạn. Có nghĩa là mạch sẽ đóng relay khi chúng ta nhấn nút nhấn. Và sau một khoảng thời gian thì mạch sẽ ngắt relay. Và khoảng thời gian này sẽ khác nhau ở 4 chế độ nha. Chế độ số 4 là trì hoãn 5 giây. Chế độ số 5 là trì hoãn 10 giây. Chế độ số 6 trì hoãn 15 giây. Và cuối cùng chế độ số 7 là trì hoãn 20 giây. Ví dụ đầu tiên thì mình sẽ ví dụ về chế độ số 4 là trì hoãn 5 giây. Để học được chế độ số 4 thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch 4 lần liên tục. Ví dụ bây giờ mình sẽ học chế độ số 4 cho nút D. Mình sẽ nhấn nút D. Lúc này khi mình nhấn nút D thì đèn sẽ sáng trong vòng 5 giây và đèn sẽ tự ngắt nha các bạn. Đó là chế độ trì hoãn số 4. Trì hoãn 5 giây. Nếu mà trong lúc mạch đang đếm thời gian mà chúng ta nhấn lại một lần nữa thì mạch sẽ ngắt relay ngay lập tức nha các bạn. Cho dù mạch chưa đếm hết thời gian nha. Còn nếu mà chúng ta không tác động lại một lần nữa thì sau 5 giây mà nút nhấn chúng ta đã học lệnh cho chế độ số 4 thì mạch sẽ tự động ngắt relay. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta có thể học chế độ số 4 cho các nút nhấn còn lại của các remote khác nha. Và ví dụ bây giờ mình sẽ học ở chế độ số 5 là chế độ trì hoãn 10 giây. Học chế độ số 5 thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch 5 lần. Sau đó nhấn nút cần học lệnh, ví dụ bây giờ mình sẽ học nút C.
khi mình nhấn nút C thì mạch cũng sẽ đóng relay để cấp nguồn 220V cho bóng đèn. Sau 10 giây thì mạch sẽ tự động ngắt relay. Và cũng như vậy, khi chúng ta nhấn nút trên mạch thì mạch đang đếm thời gian mà chúng ta nhấn lại một lần nữa thì mạch sẽ ngắt relay ngay lập tức nha. Mặc dù mạch chưa đếm hết thời gian. Và đó là ở chế độ số 5. Và chế độ số 6 là chế độ trì hoãn 15 giây. Bây giờ thì mình sẽ xóa lệnh các remote đã học hồi nãy giờ nha. Để ví dụ lại nha. Và chế độ số 6 thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch 6 lần. Ví dụ thì bây giờ mình sẽ nhấn nút A. Là chế độ trì hoãn 15 giây. Khi mình nhấn nút cần học lệnh thì mạch đã đóng. Khi mình nhấn nút đã học lệnh thì mạch sẽ đóng relay. Và đếm ngược 15 giây, sau đó thì sẽ ngắt relay nha. Và cũng như vậy, mạch đang đếm thời gian mà chúng ta nhấn lại đúng cái nút đã học thì mạch sẽ ngắt relay ngay lập tức. Và cũng như vậy, ở chế độ số 7 là chế độ cuối cùng, là chế độ trì hoãn 20 giây. Thì chúng ta sẽ nhấn nút trên mạch là 7 lần liên tục. Sau đó nhấn nút cần học lệnh, ví dụ nút B. Và cũng như vậy, khi mình nhấn nút thì mạch sẽ đếm ngược 20 giây, sau đó sẽ ngắt relay để ngắt nguồn của bóng đèn. Và cũng như vậy, mạch chưa đếm hết thời gian mà chúng ta nhấn nút một lần nữa thì mạch sẽ ngắt relay ngay lập tức. Và như vậy là mình vừa ví dụ xong 7 chế độ khác nhau. Và ở 7 chế độ này thì trên cùng một remote nhiều nút thì chúng ta có thể học được san lẳng các chế độ với nhau nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ xóa lệnh tất cả và bây giờ mình sẽ học lại từng chế độ trên cùng một remote 4 nút nha. Mình sẽ nhấn nút trên mạch 8 lần liên tục để xóa tất cả các chế độ. Bây giờ đầu tiên, ví dụ mình sẽ học chế độ nhấn giữ cho nút A và chế độ nhấn nhả cho nút B và chế độ on up 2 nút cho nút CD. Mình sẽ nhấn nút trên mạch 1 lần, sau đó bấm nút A để học cho nút A. Và lúc này nút A sẽ học ở chế độ nhấn giữ nha các bạn. Và bây giờ các nút còn lại thì chưa học do mình đã xóa lệnh rồi. Giờ mình sẽ học lại chế độ nhấn nhả cho nút B. Là chế độ số 2 cho nên mình nhấn nút 2 lần, sau đó nhấn nút B. Và như vậy là nút B đã học ở chế độ nhấn nhả và nút A vẫn là ở chế độ nhấn giữ nha. Và mình sẽ học nút CD cho chế độ on off 2 nút bằng cách nhấn 3 lần liên tục. Nhấn nút C và nhấn nút D. Và như vậy là lúc này nút CD là có chức năng on off 2 nút. Và nút A là chế độ nhấn giữ. Nút B là chế độ nhấn nhả. Và các nút nhấn sẽ hoạt động độc lập với nhau nha các bạn. Ví dụ mình nhấn nút B và lúc này mình nhấn nút D thì cũng sẽ off luôn nè. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể học chế độ trì hoãn hoặc là chế độ bất kỳ chế độ nào mà chúng ta mong muốn cho các remote, cho các nút nhấn này nha các bạn. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.